xà lan ở dưới nó đang lên rất là lớn các bạn. Trời, chiếc xà lan lớn các bạn.
lãi luôn quá. Chiếc chờ lãi nó đậu hơi sát ra ngoài các bạn. Đậu hàng ba nó dính ra ngoài. Xà lan đang đợi chiếc xà lan đi xuống. Chánh hay ghê. Xà lan bé quá hay. Quá trời. Bữa nay máy cắt máy cốt được xuất hành rất là đông các bạn. Nhiều anh máy cắt xuống nữa nè. Nè hết trơn. Giờ nước cả nước sói luôn. Rất là hay nha các bạn. Trời ơi trời, đánh lái luôn. Cùng giò nước dài dưới ta. Sàn lái rất là chuẩn nha các bạn. Thank you.
ra. Ôi, trời luôn. Biển hôm nay chưa xuất hành, xà lan xuất hành rất là nhiều rồi. Xà lan ở trên nó né hai chiếc xà lan đang đi xuống. Ghe ga Tết chạy, người ta cúng bông vàng thọ phía trước ghe rất là nhiều các bạn, nhìn rất là đẹp. Đây là sự may mắn của gia chủ đối với ghe nha các bạn.
gà chả lúa. Đây là những chiếc xà lan chạy chuyến đầu năm các bạn. Nước đang lớn. Xà lan Ngọc Lẹ nổi tiếng chạy chậm. Đặt vừa rồi vừa cống cũng có chiếc xà lan này các bạn. Tên rất là dễ nhớ. Đầu năm xà lan chở cát. Đây là chiếc xà lan chở cát các bạn.